Xin chào quý bạn và các vị đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Trước hết tôi muốn hỏi quan điểm của chúng ta về cái vấn đề này. Một cái bạn học sinh đang học online với tôi thì bạn này đang ở bên Mỹ. Sáng nay bạn mới đưa ra một cái đề nghị. Thầy hỏi tôi rằng là hiện giờ là tôi có bạn học sinh nào mà gặp khó khăn hay không? Thì bạn muốn đóng góp một cái phần tiền. Thì sau này là tôi sẽ dành cho những cái trường hợp mà khó khăn. Thì lúc mà bạn đưa ra cái đề nghị này, tự nhiên trong đầu tôi lại hình dung ra cái đứa bé mà bị ba bỏ rơi. Cho nên rằng là hiện giờ nợ trung tâm 2 tháng mà tôi buộc phải cho nghỉ, tại giờ không ai đóng tiền cho nó cả. Và lúc đó tôi cũng nghĩ tới cái trường hợp mà cái cậu bé mà học lớp 12 phải ăn mì gói. Đó, thì rất rất là nhiều cái trường hợp mà gần đây là báo chí đưa tin. Cho nên tôi có một cái ý tưởng xây dựng một cái quỹ gọi là quỹ cần câu cơm. Tức là quỹ sẽ không chi tiền cho những trường hợp mà bệnh hay là những trường hợp mà khó khăn vân vân. Lý do thứ nhất là cái nạn mà giả hiện nay. Ngay cả khi mà họ hết khó khăn, họ vẫn muốn được nhận tiền từ thiện là cái thứ nhất. Thứ hai là quá nhiều người đang làm những công việc này rồi. Cái thứ ba là cái việc mà tôi muốn làm là để cho chúng ta bồi dưỡng và nhân tài, chứ không phải rằng là ai chúng ta cũng giúp. Bởi vì nội cái việc mà gặp khó khăn bất hạnh, theo quan điểm cá nhân tôi, đó là cái nghiệp mà họ phải chịu. Chúng ta không thể làm được cái gì để giảm nghiệp cho họ cả. Cho nên họ bị thương tật, họ bị mù, họ bị ghẻ, họ bị gan thận vân vân. Đó là nghiệp của họ. Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ để cho họ giảm bớt cái nỗi bất hạnh đi thôi. Đó. Nhưng mà cái đó thì giúp đến bao giờ? Cho nên tôi suy nghĩ rằng là chúng ta sẽ dùng cái quỹ này để đầu tư vào những nhân tài. Và đương nhiên rằng để nhận diện nhân tài thì phải có người kiểm định. Đó, và đó là công việc mà hiện giờ tôi đang làm. Thế thì khi mà kiểm định được người này có tài thì chúng ta sẽ chi trả cái tiền học phí chứ không phải là tiền ăn. Chẳng hạn như rằng là bé học phổ thông, chúng ta sẽ chi tiền học phổ thông. Bé học đại học, chúng ta sẽ chi tiền học đại học. Và gia đình cũng như rằng là người được là nhận tiền bảo trợ phải làm một cái hợp đồng. Trong đó ghi rõ, chẳng hạn như tôi định hướng cho bé làm bác sĩ. Đó. Thì chúng ta vẫn sẽ cho bé thay đổi nguyện vọng. Tới cái ngày mà nó đăng ký thi đại học, à nó phải ráng nó thi. Nó thi rồi nó phải đậu, nó đậu rồi nó vẫn phải cố gắng nó học. Học xong rồi ra trường nó phải đi xin việc làm. Và có việc làm thì phải đóng góp cho xã hội. Thì tới lúc này hợp đồng mới kết thúc. Đó. Và số tiền này không cần hoàn trả lại. Nhưng nếu như mà cái người này sử dụng số tiền của chúng ta chi ra mà không đúng mục đích, có nghĩa rằng là anh học y khoa nhưng sau đó anh không ra làm bác sĩ mà anh đi làm sale bán bất động sản, đi cò đất đi, thì gia đình sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền này cho quỹ. Và thậm chí tôi còn nghĩ thêm một cái mức phạt tùy theo cái trường hợp mà vi phạm. Đó. Chẳng hạn như là anh lấy số tiền đó, của quỹ rồi sau đó anh đi đầu tư, anh mua đất đi, anh xin lời cho nó, ở có gì tôi trả lại. Lúc này trong hợp đồng sẽ ghi ra cái trường hợp sai mục đích quá đáng thì số tiền đền bù có khi phải gấp 2, gấp 3. Và chúng ta lại dùng cái số tiền này để bồi đắp cho những nhân tài khác. Thì đó là cái ý tưởng về cái quỹ cần câu cơm. Và để cho cái tính minh bạch của cái quỹ này, thứ nhất là tôi sẽ mở một cái tài khoản dùng riêng cho quỹ để tiền sao kê. Vậy thì với tất cả những cái mục mà chuyển tiền vào, thì cứ mỗi video vào thứ bảy, đầu tiên là tôi sẽ đọc cái danh sách những người đã chuyển vào mỗi thứ bảy, rồi các bạn kiểm tra coi là có đúng tên mình hay không. Rồi sau đó
là số tiền là trong quỹ còn bao nhiêu. Còn chi cho đối tượng nào thì phải kiểm tra rất rõ cái hoàn cảnh cũng như rằng là cân đong đo đếm ha, rất cẩn thận coi người này có thật sự có tài hay không thì chúng ta mới đầu tư. Đó. Và sau khi đầu tư các bạn cũng sẽ thấy được là cái người này là tôi lựa chọn là đúng hay sai. Rõ, chúng ta sẽ thấy được là tôi sẽ làm cái clip quay hết về cái hoàn cảnh người thân, gia đình cũng như rằng là bạn này. Rồi chúng ta sẽ theo dõi cái quá trình mà bạn này trưởng thành. Ha. Và những cái số tiền đã giải ngân vào mục đích gì đều phải rõ ràng. Và số tiền này không được sử dụng vào mục đích cá nhân của bất kỳ ai, kể cả bản thân tôi. Cho dù rằng là tôi có rút ra tôi mượn gì đó cũng không được phép. Tôi có mượn xong rồi tôi trả lại cũng không được phép. Nha. Tiền ở trong cái tài khoản này là bất di bất dịch, là chỉ dành cho mục đích của quỹ và không nhận là tiền mặt, không nhận hiện vật vàng kim cương gì đó là không lắm, chỉ lấy chuyển khoản mà thôi, để cho nó minh bạch. Thì các bạn nghĩ sao về cái ý tưởng mà xây dựng cái quỹ như thế này? Nếu mà tôi nhận được nhiều lời ủng hộ thì tôi sẽ tiến hành mở quỹ ngay. Rồi bây giờ là cái vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai, tại sao chúng ta cần một cái quỹ để phát triển nhân tài? Bởi vì hiện giờ nhiều thằng ngu nói chuyện đạo lý quá. Cụ thể giới thiệu nhân vật đình đám trong giới đạo lý. Anh K Super đây, vua siêu xe, vua tiền tỷ, đi đánh bài cũng ôm cả tiền tỷ đi đánh bài. Đây, K Super nổi tiếng. Thì gần đây các bạn cũng biết là cái phốt đó là anh K Super này lấy tài sản chiếc siêu xe của người khác đi cầm đâu mấy tỷ á. Cho nên rằng là cái vị đại gia này có cái clip là tới tận nơi và nhìn thì đại gia đi nhưng mà có năm sáu anh xăm đầu trọc xăm mình ngồi xung quanh, nhưng mà nói chung không làm gì hết. Thì lúc đó đoạn clip ghi là ông đại gia này nói chuyện với nhân viên là nãy giờ tụi anh đã lịch sự, tụi anh chờ là em gọi người quản lý ra mà tụi em không gọi, có nghĩa rằng là Phan Công Khanh tránh tránh mặt. Cho nên rằng vị đại gia này quyết định là đệ đơn để mà tố giác đó. Và hình ảnh mà Phan Công Khanh ngồi trong tù được đeo chiếc lắc bạc đây. Đẹp trai chưa, nó chính thức bị bắt luôn rồi. Thì thiệt sự ra theo quan điểm tôi thôi nha, có nghĩa rằng là trước đây Phan Công Khanh cũng từng một có cái thời gian là đóng cửa cái showroom của mình. Thì nghe đồn đâu rằng là trước giờ có đại gia nào đó ở sau lưng chống lưng đó. Nghe đồn là rửa rửa cái gì đó, rồi sau đó rằng là chắc là xích mích cho nên đại gia không đầu tư nữa. Thế là đùng một cái, một thời gian ngắn sau là thấy K Super mở cái showroom mới, lần này chơi dữ hơn, khai trương hoành tráng hơn, mời siêu sao này kia như Đàm Vĩnh Hưng này, khách toàn là đeo đồng hồ tỷ tỷ tới không. Đó. Thì cái này là suy đoán tôi thôi nha. Đó là do là chơi với nhau lâu năm, sau đó giận nhau, vị gia đại gia số 1 cạch mặt anh K này. Sau đó anh K trong lúc mà tù túng này kia đó, chắc chè chén túng quẫn đâm đầu vô lại cái bên đối thủ của đại gia 1. Chơi với đại gia 2 thì đại gia 2 rót tiền cho mở. Đó, cho nên đại gia 1 ngứa mắt quá. Đó, thì đương nhiên rằng làm ăn với nhau thì chắc chắn phải có thóp của nhau. Đó, mà đương nhiên rằng là cái thằng bự thì nắm thóp cái thằng nhỏ chứ sao thằng nhỏ nắm bự. Cho nên rằng là mày bố láo phải không? Được, tiễn mày vô tù luôn. Chứ với cái mà quan hệ của anh K này thì xin lỗi chứ nếu mà có phốt thì cùng lắm là điều tra, mời về hợp tác điều tra. Dễ gì mà cho anh cái lắc bạc, rồi dễ gì mà hình ảnh này được lòi lên mạng. Lúc nào cũng có anh lớn
À, tới bảo lãnh khỏi lo. Mà lần này anh lớn không bảo lãnh, có nghĩa rằng vụ việc đã rất lớn. Đó. Thì cũng trong nhóm chơi với nhau thôi. À. Thì bây giờ người ta xa cơ, nhưng mà chuyện không dừng tới đó. Mấy bữa nay rằng là trong giới đại gia, à, lắc bạc lăm le nhiều người. Thì các chuyên án hiện giờ là bắt tội phạm, bắt đua xe. Đó, giống như bạn tôi nó nói rằng hiện giờ rằng ngay cả là cái giới mà độ xe, từng tiệm sửa xe bị công an, mới vừa rồi là một đại gia trong ngành bán phụ tùng xe máy rết leo, cô vợ bị bắt vì tội buôn lậu. Tại vì hàng mà phụ tùng á, muốn kiếm lời là tụi nó buôn lậu không, trốn thuế, không có hóa đơn, không có mà giấy tờ xuất nhập gì hết. Cho nên khi mà bị ập vào, à, thì hình sự nói thôi khỏi gọi, cái này là chuyên án, khỏi gọi, không ai cứu được đâu, bế đi luôn. Cho nên hiện giờ là những cái tiệm mà bán phụ tùng đang rét, đóng cửa luôn. Chứ còn ngày nào công an cũng xuống kiểm tra hóa đơn nhập hàng không có, thì cứ không có là buôn lậu là bắt thôi. Đó, bắt rồi tịch thu, cho nên sợ quá giờ mấy anh đóng cửa luôn rồi. Đó, hiện giờ đang là những cái chuyên án như vậy làm rất gắt. Rồi hôm bữa là bắt mấy cái vụ mà bao lý thuyết, bao thực hành ở mấy trung tâm kiểm định lái xe này kia đó. Cho nên rằng là giám đốc đi tù, có ông sợ quá tự tử ở đâu ngoài Đà Nẵng. Đó. Thì tôi thấy rằng một điều, để chấn chỉnh thì điều này tốt. Những người mà làm ăn hợp pháp đó giờ họ chơi không lại cái đám này. Các bạn nghĩ coi, tụi nó buôn lậu, trong khi mình thì è cổ ra đóng thuế, đóng đủ thứ thuế, thì tụi nó đi buôn lậu thì mà làm sao mình đánh lại cái giá nó. Nhưng mà nó nhập hàng lậu rồi sau đó là đồ của nó mà hư hỏng thì nó lại, cái người mua người ta lại cầm ra các đại lý chính hãng để bảo hành. Các bạn coi khốn nạn không? Chẳng hạn như là cái hãng phục ISS của Thái, bây giờ nó nhập lậu về tràn lan, không biết được đồ giả đồ thật luôn. Nhưng bây giờ người ta mua lầm thì người ta cứ đem lại các đại lý người ta đòi đổi. À, thì các bạn nghĩ coi, đại lý chính hãng nào sống được với cái bọn buôn lậu này? Đấy, để chúng ta hiểu rằng là cái thiên đường tội phạm ở Việt Nam bao nhiêu lâu nay nó lộng lẫy, long lanh, lấp lánh như thế nào. Cho nên người ta kiếm tiền tỷ cái rốt, người ta kiếm cái gốt nha. Đấy, và Phan Công Khanh là một ví dụ, là thường xuyên lên mạng dạy đạo lý. Trời, nó vô vô cái trang Facebook nó đạo lý không, khởi nghiệp, rồi những bài chia sẻ về đạo đức, quá trời quá đất. Cho nên tôi cũng nói thiện điều nha, tại sao tôi nói mấy ông nội mọt sách đó nhìn ngu ngu. Các bạn phải hiểu cái chữ mọt sách có nghĩa rằng là thích ra vẻ thông thái, nhưng hầu hết nói hay để người ta làm chứ bản thân làm không được. Cho nên rằng là những thằng khuyên người ta sống tốt, sống chân thật, lát nữa đi tù vì bắt vì tội lừa đảo. Tức là nó khuyên nhà người ta sống tốt thiệt. Tại sao? Tại vì các bạn phải sống tốt, các bạn phải trải lòng, phải tin tưởng người khác thì mới tin nó mới lừa được. À, dính chưởng ghê thiệt. Thì các bạn nghĩ một điều, tại sao cái thời điểm kinh tế đi xuống như vậy, ế ẩm khốn đốn lao đao, mà người ta vẫn đi chơi, đi mua sắm, rồi thậm chí dư thời gian đi phượt, chạy marathon, rồi đạp xe đường dài này kia, giống như không có áp lực gì hết rồi sống đã vậy. Thì nói thiệt chứ quanh quẩn cũng là gì, bán đất nè, được cho nè, hùng hạp mở động nè, rồi mua hàng hacker, tức là hàng trốn thuế, hàng lậu, hàng gian gì đó. Thì chính vì cái lối mà có tiền ha, có rất nhiều tiền, nhưng cái lối sống này làm cho dân trí càng lúc càng thấp, đến mức chây lười học hành, thiếu tư duy sáng tạo. Các bạn để ý đi, cái chuyện ba sàm ba láp dài tới đâu nó cũng đập, nhưng những cái mà cần thiết để cho cuộc sống nó không nghe,
bản thân tôi cũng vậy. Trong quá trình mà tôi đi dạy, thí dụ bài tôi hôm nay tôi có một cái bài học, hãy kể về một cái câu chuyện khiến bạn thay đổi cuộc đời, thì mỗi người sẽ làm một cái câu chuyện nào đó. Thì đa phần các bạn kể những cái câu chuyện nó rất đơn giản, thí dụ như chuyển từ thành phố, từ dưới quê lên thành phố, cho nên từ việc sống gia đình thì bây giờ sống một mình phải tự lập, vân vân, những câu chuyện rất nhẹ nhàng. Thì khi tôi kể cái câu chuyện của đời mình, tôi gọi là 7 lần tự tử. Và đó là những cái bước ngoặt, cái turning point of my life. Thì khi tôi kể câu chuyện, rồi tới lúc mà tôi nói cái lần mà phản bội vợ mình và cái cách để quay lại, có một bạn nữ ngồi rơi nước mắt. Một bạn, thiệt sự lúc đó tôi cũng thấy vui, bạn nữ đó rơi nước mắt. Nhưng mà tôi nhìn xung quanh, có một bạn cái ngoại hình thì đương nhiên là con nhà gia giáo, một bạn thì lanh chanh hơn. Tôi để ý thấy hai bạn này có vẻ không hứng thú hoàn toàn tới câu chuyện, thì tôi mới nghĩ trong đầu điều không phải rằng là ai người ta cũng có thể nạp, và người ta cũng không biệt phân biệt được là cái đạo lý của Phan Công Khanh với lại cái đạo lý của tôi. Cái đạo lý của là những thằng mà như Phan Công Khanh, đó là đạo lý nó copy, nó sưu tầm trên mạng. Còn cái đạo lý tôi là đạo lý bước ra từ đời thật, từ cái kinh nghiệm sống của mình. Cho nên có bạn nói tôi là phải coi người này người kia, tôi nói tôi không cần. Tôi rút tỉa từ chính cái bản thân của mình là tôi đã thấy nó đủ sầu luôn rồi. Và tôi làm được những cái mà người ta gọi là điên khùng. Điều mà tôi thấy rằng ngồi nói bằng mồm là chính. Cho nên rằng là cái màn mà lấy cái tốt che cái xấu, làm từ thiện nói đạo lý rồi sau đó bị bắt, càng làm cho lòng tin xã hội thấp nữa. Đó. Đến nỗi mà bây giờ tôi mà mở ra một cái trang mà của một cái giáo viên, tôi thấy tối ngày đăng cái hình lớp, đăng hình học sinh, hình lớp học. Đó. Rồi tối ngày mặc áo sơ mi, quần tây, cà vạt, đứng khoanh tay, rồi kèm cái bài học đạo lý thầy nói các em. Tôi nói lụ đạn cuộc sống mấy ông sao nhạt dữ vậy ta. Sao nhạt nhẽo dữ vậy. Học trò nó cần nhiều thứ hơn là cái mớ sách vở. Mà xin lỗi chứ sách vở, như sách vở như cái clip này vui lắm. Tôi đang định làm clip tiếng Anh về này, hôm nay chích cho các bạn coi cái. Rồi, học tiếng Anh mà toàn là gặp thầy TikTok vậy thôi chết rồi. Đây, nó bị mất tiếng, thôi coi đỡ. Rồi anh này chỉ cách phát âm cái từ orange juice. Tức là bây giờ nó có âm j và âm ch. Hai âm j khác nhau, cho nên mình phải đọc hai âm j này. Nó có hai âm j giống nhau, nhưng mà mình không được bỏ, mình phải đọc cho đủ. Đó. Thì chính vì vậy mà nó sẽ nghe ra là orange juice. Orange juice. Tức là chờ hai cái. Thì chính vậy coi bình luận, một số bạn nó chích cha đó, giờ mình đọc sai rồi. Bây giờ mình phải đọc là orange chuột chuột. Orange chuột chuột. Okay. Thế tôi mới nói rằng điều. Bây giờ nhiều thầy cô, nhất là nhiều bạn trẻ thông thái, thông minh, tức là cũng muốn cho thấy rằng là mình đã rút ra được những cái mà người ta chưa rút ra được. Đó. Các bạn nhớ cái hình hôm bữa tôi để không? Người thành công phải ngồi ở cái chỗ mà người khác không dám ngồi.
cái hình trên clip vừa rồi á, ai quên tôi mở lại cho. Cho nên mấy thằng này là thuộc dạng này nè, ngồi cái chỗ mà không ai dám ngồi. Đây, nhìn hình cho rõ. Muốn thành công phải ngồi ở cái chỗ này nè, cái chỗ mà không ai dám ngồi đây nè, đó cái chỗ đó đó. Thì người thành công có lối đi riêng mà, đi luôn nữa. Thì đúng mới ghi, ranh giới giữa thiên tài và thằng điên rất mong manh. Có điều thằng điên hay cãi, nói mình tỉnh. Khi mà tôi nhìn vào là những cái đại gia trên mạng hiện giờ, thiệt sự chứ người ta gọi là tâm sinh tướng, cho nên những anh mà buôn lậu, những anh gọi là tiền tươi tiền tỷ gì đó, có cái mặt như cô hồn cắt đảng à. Cho nên mỗi lần mà mấy anh tụ lại nhìn thì mấy anh rất vui, nhưng mà nhìn vô cái chất tà khí của mấy anh nó vẫn đầy đó. Rồng rắn lên mây nhiều không thể tả. Đó, xã hội bây giờ là vậy. Thì khi tôi coi thêm một cái video cái bạn ca sĩ này. Bạn này là Quang Hùng Master D. Thiệt sự ra bạn không nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng mà bạn lại là ngôi sao hạng A ở bên Thái, và mới vừa rồi qua Thái nhận cái giải Asia gì đó. Thì các bạn nghe Quang Hùng chia sẻ. Nhiều video thì ai cũng thích rồi, ngay cả bản thân em cũng thích vậy. Và em cũng có đọc mình là các bạn nói là tại vì sao ông này ra MV flop quá vậy, ở bên Thái thì được đón nhận nhưng mà ở Việt Nam thì lại flop và không được đón nhận. Em cũng đang cố gắng, em cũng đang cố gắng mỗi ngày. Và cái câu chuyện mà cũng có nhiều người nói là bạn này phải cần một cái scandal gì đó ở Việt Nam để mà có thể nổi tiếng. Đối với em, cuộc đời của mình chỉ có thể sống một lần thôi, nên em muốn làm những cái điều gì đó nó tốt đẹp nhất đối với bản thân của em. Tại vì em trải qua một cái quá trình trước đó, nó hoàn toàn rất là khó khăn, nó khắc nghiệt quá. Khắc nghiệt của mình quá ta. Chỉ cần cho em một con đường để em có thể là ra nhạc và có người nghe và được mọi người ủng hộ, cho dù là không nhiều lắm nhưng mà vẫn có người ủng hộ em là em cảm thấy vui rồi. Nên cái kỳ vọng của em chỉ là mong là mọi người sẽ không thất vọng với ca khúc lần này quay lại của em thôi. Các bạn thấy khi tôi coi cái video của bạn Quang Hùng Master D, tôi cảm nhận được cái sự chân thật. Có nghĩa rằng là người ta nói bạn bạn phải cần một cái scandal để nổi lên, giống như là bao nhiêu ca sĩ diễn viên, cái con Ngọc Trinh như vậy nữa nha, nổi lên nhờ hình ảnh sét của nó, tài năng thì không có. Cho nên khi bạn nói rằng là bản thân bạn cũng thích được nổi tiếng, bản thân bạn cũng muốn thành công, cho nên bạn chỉ biết bạn cố gắng từng ngày, và chỉ cần là cho bạn cái cơ hội, chỉ cần bạn thấy được cơ hội, bạn vẫn còn hát và vẫn còn người nghe là bạn còn tiếp tục. Cái câu mà những cái lời mà bạn chia sẻ giống như những cái tôi đang làm. Có người hỏi tôi rằng là tại sao tôi không thay đổi để kênh tôi nổi tiếng hơn? Tại sao tôi không quảng cáo lớp học? Tại sao tôi không làm chiêu trò này, chiêu trò kia dù là tôi biết hết? Tôi không muốn giống như là cái đám phế thải mà tôi đang chửi. Tôi cũng không muốn cái thành cái đống cặn bã mà tôi đang chửi. Cho nên tôi sống theo ý mình. Và chỉ cần rằng là những gì mà tôi làm có người cảm nhận, có người hiểu, giống như bạn học trò tôi vậy. Đó. Thì chỉ cần như vậy là tôi cảm thấy tôi còn cố gắng nữa. Các bạn biết ngày hôm nay á, tôi bắt đầu dạy ca đầu tiên lúc 10 giờ sáng. Thì lúc đó, trước đó tôi ngồi cà phê, uống cà phê với thằng bạn nói tôi người bận rộn, người ta đâu có thời gian, người ta up Facebook cái rồi e tao nè. Thật ra up nó trong cái thời gian rảnh, nó mất không bao nhiêu thời gian cả, chứ không phải rằng là mình làm như trâu như bò
đến nỗi mà mình không có thời gian nghỉ. Nhưng thiệt sự ra, nếu mà xét đúng cái thời gian giảng dạy ngày hôm nay thôi nha, là tôi có 8 lớp. 8 lớp thì trong đó là thời gian dạy đúng là 9 tiếng đồng hồ. Có một ca cuối nghỉ đột xuất. Đó. Cho nên rằng là coi như còn 8 tiếng. Ha. Tôi làm 8 tiếng là tính thời gian dạy, không tính thời gian di chuyển, không tính thời gian soạn bài. Tới tận khuya. Và bây giờ làm clip là 11 rưỡi nè. Thì cái thời gian mà tôi dành ra trong công việc và gia đình nè, chứ không phải tôi có thời gian để mà sau đó tôi nói tôi bận rộn mà các bạn thấy tôi toàn úp hình tôi đi chơi à. Rồi hay là nói chuyện đạo lý nhưng mà các bạn thấy rằng điều à, giống như tiền vô tận vậy đó. Tôi nói các bạn nghe, cái gì mà nó xuất phát từ cái bản thân mình á, cái số phận tôi nó vất vả lắm. Đến nỗi mà bây giờ tôi làm tiền á thì vay mượn. Vay mượn để trang trải nhưng không nợ lương. Trả lương đúng hạn. Đó. Còn người nhà tôi hả? Bạn tôi nó nói một câu, anh em tôi thương lắm, thương nhau lắm. Chỉ cần là em tôi nó cần tôi giúp, có bán nhà tôi cũng giúp. Còn ruột thịt luôn, chị em ruột, vì ganh tị mà tỏ thái độ tôi. Đến lúc mà tôi khó khăn, mẹ tôi cho chị tôi mượn tiền mua đất. Bây giờ là ha, tài sản thì lên, sống nhàn hạ, rảnh rỗi còn đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, mua sắm, đổi tivi, sắm đồ sừng soạt. Còn mẹ bệnh, tôi nói trong lúc mà tôi đang gánh một cái chi phí khổng lồ, tôi gánh việc kinh doanh, tôi vẫn ráng tôi mua trả góp cho mẹ là cái ghế massage. Tôi vẫn nói các bạn nha, chứ tôi chẳng thèm giấu giếm gì á, mua trả góp xấu hổ không? Mẹ tôi chửi quá trời, con có khùng không? Con có điên không mà bây giờ con đang cần tiền như vậy mà con mày mua cho mẹ? Tôi mới nói, bố mẹ bây giờ lớn tuổi rồi, trên 70 hết rồi. Bây giờ mà con không làm, rồi bố mẹ, tới lúc con làm ra tiền thật đi, rồi lúc đó con mua để là bố mẹ không còn, con mua để làm gì? Cho nên có tiền đi chơi, có tiền đi mua sắm, sắm sửa, mà không có tiền để mua cho mẹ một cái món đồ gọi là có giá trị. Điện thoại mẹ tôi mua, tivi cho ba mẹ tôi mua, dù rằng ba mẹ tôi không gọi là không cần các con phải mua vậy. Nhưng lúc mà tôi mua được cái tivi đầu tiên cho ba mẹ tôi bằng cái tổng tiền của tôi tự hào lắm. Cái tivi nó không có mắc gì hết, có khoảng 3 triệu thôi. Đó. Rồi tôi đổi điện thoại cho mẹ. Thì các bạn hiểu rằng là cái đồng tiền mà đi làm công á, cái đồng tiền mình kiếm mà bằng việc dạy học, nó không phải là giống như đại gia, nó không phải giống dân buôn lậu. Tôi phải đổi bằng cái giờ làm việc, bằng cái sức khỏe của mình. Cho nên khi tôi mua trả góp, có nghĩa rằng là hàng tháng tôi phải trả nợ lại. À, và tôi thấy rằng là tôi trong khả năng mà tôi kiếm được, còn kiếm được tiền. Nhưng tới khi mà tôi làm ăn, những lúc biến động,
Tới lúc mà tôi hỏi tôi cần mượn tiền để xoay sở. Lúc này tôi dặn là đừng có nói cho là mấy anh chị em. Tại tôi biết là anh chị em ruột tôi cái tính khí nó lạ lắm. Quả thật. Bắt đầu là ngồi kể lể. Sau đó rồi đòi họp gia đình. Mẹ tôi sợ tôi buồn. Và mẹ tôi cũng sợ đâu là mắc công là tính tôi nóng. Chính vậy mà mắc cười mẹ tôi nói bây giờ cho nó mượn tiền nó mua đất, không phải trả đồng lãi nào ngân hàng. Với cái lãi suất bây giờ, xin lỗi, chứ vay tiền đi mua đất rồi, nó bán tống bán tháo, không phải trả tiền. Rồi bây giờ cũng vậy, mẹ nói thôi bây giờ mẹ cần tiền để giúp cho em. Phán câu vậy, kêu nó đóng cửa đi con cho mượn. Nói thật chứ các bạn, trải qua bao nhiêu thứ rồi, tôi bị là bị đâm sau lưng cũng không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà bị đâm bởi ruột thịt á, cảm giác nó vô mốt lắm. Thật sự chứ cái cảm giác nó vô mốt cực kỳ. Cho nên là tôi mượn những bạn như là học trò mình. Cũng mừng là tôi có những đứa học trò nó hiểu. Nó nói thầy khó khăn thì cứ nói tụi em giúp. Tụi em không giúp được gì nhiều. Các bạn biết có đứa nó nói em không có tiền nhưng để em đi mượn giùm thầy. Thầy ơi em chỉ có em mượn được có 15 triệu thôi. Tôi nói thôi được rồi, để tôi mượn trả lương mấy ngày nữa tôi trả lại. Đến nỗi mà có đứa nó không giúp được, nó buồn. Tôi nói trong hoạn nạn mình thấy được cái bộ mặt, thì cũng trong hoạn nạn mình thấy được cái chân tình. Nên tôi ghét cái mác đại gia lắm. Tôi ghét cái mác mà ra ngoài tiền đổ đâu rơi xuống. Tài năng thì không có. Tôi hay nói một điều, thằng nào muốn nói mình tài năng thì cứ ra ngoài tự đi xin việc, kiếm việc làm đã. Mày kiếm việc làm xong rồi mày hiểu cái vất vả, rồi mày bớt mày nổ lại, mày bớt vên vên cái mặt mày lên. Chứ còn bây giờ chứ ha, tiền trên trời rơi xuống mày vên vên mày tưởng mày giỏi. Đó. Không có gia đình trợ cho mày cái công việc đầu tiên, không có gia đình mà cho mày cái đồng tiền để thậm chí mày đi học, thì mày đâu có được cái hào quang sói chán ưu lộ sáng chói như giờ. Còn cuộc đời tôi là tôi thấy nhiều cảnh, cho nên tôi ghét cái tiếng đại gia lắm. Các bạn biết rằng là gần đây có một thằng này là thằng em của bạn tôi. Thiệt sự chứ bạn tôi nó kể nó mới nói này, mua nhà không đủ tiền cho nên rằng là mới nhờ bạn tôi nó vay giùm, thì nó vẫn đang trả tiền góp cái căn nhà, nhưng đùng cái giờ đổi xe hơi. Cái tôi cũng nghĩ cũng chúc mừng, nhưng mà tôi hỏi bạn tôi, ủa mà nó trả nợ xong hết chưa? Họ nó mua xe hơi gì vậy? Thì nó mua để đi làm, tôi thấy cũng hợp lý. Giống tôi nè, đi mua để đi làm. Mà cho nên rằng là tôi mua cái xe mà vừa đủ thôi. Đó. Và tôi cũng nói thẳng ra điều, ngay từ hồi mấy video trước tôi nói tôi mua góp, rồi tôi vẫn kiếm tiền tôi trả. Thì khi tôi hỏi, ủa nó trả hết căn nhà chưa mà nó mua thêm xe, mua chiếc xe hơn tỷ đó, hào quang sáng chói. Thì bản thân tôi nghĩ mình đi cái chiếc xe để phục vụ cho công việc, chứ mình cũng chẳng cần đi xe để làm màu làm mẹ thiên hạ làm gì.
rồi mình mua cái thương hiệu để mốt chi mình bán lại đây, thương hiệu quốc dân mà, Toyota thương hiệu quốc dân, để mốt mà có bán lại nó cũng có giá hơn so với các hãng khác. Nói chung mình làm gì mình cũng phải nhắm cái tính kinh tế của nó, tại mình đâu phải rằng là đại gia rửa tiền đâu mà mình chơi sang với người ta. Thì tôi nói những người nào mà giai đoạn này mà chơi sang mà không có dư mà chơi sang cũng dữ lắm. Còn những người mà chơi sang mà tôi thấy ha, thời gian rảnh nhiều hơn thời gian làm việc. Giống nhìn tôi ngồi lúc uống cà phê lúc 10 giờ 9 giờ sáng, nhiều người tưởng tôi rảnh. Dạ không, tôi dậy, tại giờ công việc tôi dậy mà. Cho nên rằng là có giờ tôi mới dậy, không có giờ tôi cũng phải được giải lao chứ. Đó. Chỉ có điều rằng là người ta khoảng chừng 5-6 giờ chiều người ta nghỉ ngơi, người ta đi chơi này kia. Còn ca tối tôi mới là ca mà tôi full lịch. Đó, mới là nhiều. Dậy từ sáng cho tới tối, dậy từ thứ hai tới chủ nhật. Hôm bữa, tuần trước là kinh hoàng. Dậy xong thứ năm ở dưới Long Thành, sáng sớm tôi phải quay ngược thành phố chở vợ tôi đi thi lái xe. Chở vợ đi lái xe xong ngồi đợi đón vợ à, rồi quay về nhà nghỉ ngơi xíu, rồi khoảng chừng chiều là chạy xuống Long Thành, rồi tối dạy online, rồi sáng ra bắt đầu là đi công việc, rồi sau đó là tiếp tục dạy, rồi sáng chủ nhật dậy sớm để chuẩn bị cho học sinh đi ra ngoài, rồi xong tới trưa quay ngược lại thành phố. Bình thường không ai thấy tôi mệt. Rồi cho tới lúc mà tôi nằm xuống ngủ quên đánh răng, 4-5 giờ sáng tỉnh dậy thấy cái mồm đắng ngắt. Không đánh răng nó khó chịu lắm, ít khi nào ngủ ngon. Đó. Chứ nhà giờ nói chung tôi ghét luôn cả mấy đứa nào mà nói chuyện. Không biết sao tôi có ngửi mùi được là tụi nó nói mà mình biết là tụi nó làm được hay không. Rồi mình cũng nhận diện được là đứa nào ha, nó giàu thật bản lĩnh hay là đứa nào nó giàu cà chớn. Hả? Cái kênh này nó khó phát triển là vậy á, tại nói hồi cái nó đụng đủ thứ thằng. Đó. Mà những cái thằng mà cà chớn cà chua nó kiếm tiền bẩn á, nó không bao giờ nó nhận, nó dốt hết. Nó không bao giờ nó nhận mà nó mấy thằng mọt sách vậy nói chuyện đạo lý. Nó không bao giờ nhận, nó dở hết. Có người tối ngày ngồi dạy tôi không? Nhưng mà tới khi mà mình, thí dụ như mình biết sơ sơ mình không dám nói. Còn khi mà mình biết rõ, nó nói mình nghe mà nó làm không được, cái mình mới mắc cười mà ngồi tối ngày đòi dạy mình không. Thì nhiều khi có một cái quá trình, có những khi mà bây giờ tôi không có kiểm soát được cái cơn nóng giận thiệt sự. Có những lúc mà tôi nóng giận đến nỗi mà tôi nạt, tôi gắt hả, thì nhiều khi á, có khi thì trúng ngay cả học trò mình kìa. Và tôi đang cố gắng sửa cái tính này. Nhiều thứ nó làm mình căng thẳng. Mà thôi, chia sẻ với bạn vậy thôi. Còn lại từ bây giờ mình quyết chí ha, để coi là mình lập được cái quỹ mà cần câu cơm không. Và nếu mà cái quỹ này thật sự là có thể rằng đem lại nhiều nhân tài cho đất nước, nhiều người tốt, thì quá là hay. Và thậm chí tôi nói, nếu như thay vì mình phải đóng tiền các bạn học, thật sự nếu mà đủ tiền mình xây được một cái trường à, một cái trường riêng, và mình mời những người mà tâm huyết giống mình. Đó, chúng ta dạy, doanh thu có thể lỗ cũng được.
Nhưng mà chúng ta có những người tốt nhất. Đó. Dùng cái tiền tài trợ để mà bù vào cái lương cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên. Tức là nói họ có tâm, chứ có tâm cũng phải có cái vô bụng. Thì chính vì vậy mình vẫn phải trả lương cho họ đầy đủ, để họ chuyên tâm dạy những nhân tài của đất nước. Thì chính vì vậy mà quỹ này, nếu thật sự mà quy mô phát triển được tới đó, để chúng ta có một cái trường, chúng ta có một đội ngũ và giáo viên, và tôi cũng không cần bận tâm về cái doanh thu, thì tới lúc này tôi nghĩ đúng nghĩa nó hơn trúng số, là tôi bắt đầu là làm được cái ước mơ của mình, mà tôi lại không cần phải biến hình tham lam hay gì đó, thủ đoạn để phải kiếm tiền duy trì. Đó là cái nỗi lo tôi lớn nhất. Nhưng mà với cái tính cách của tôi thì các bạn yên tâm, tôi không biến chất nổi đâu. Mà chỉ có điều là nếu tôi làm được thì đúng nghĩa tôi phải tuyên bố ha, ngừng hoạt động. Chứ tôi không gánh nổi cái chi phí với đủ thứ cái mà phải lo, cả nợ nần nữa. Thiệt sự. Có những lúc mà tôi gọi, tôi làm việc bằng cả tính mạng. Và khi tôi nghe những cái lời mà đau lòng, các bạn hiểu là cái tay tôi tới bây giờ nè, cái chỗ này nè, cho các bạn coi, bầm xanh, cái tay tôi biết bây giờ là nó mới bắt đầu nó lành lại thương thế xíu. Còn mấy bữa trước là do đấm mạnh quá à, cho nên là nó chấn hết vô là xương khớp của bàn tay. Hả? Mấy bữa trước là lực tay giảm còn khoảng chừng 60-70%. Tôi không có làm việc nặng được nhiều. Thì có những lúc mà tôi bộc phát, nó gọi là mình không ngờ rằng là trong đời mình có những cái mà mình phải nghe. Nè. Thôi, cảm ơn các bạn đã nghe tới khúc này. Chào và hẹn gặp lại.